xin chào mọi người đây là 43 ba coffee practice new à, một mô hình cà phê thì có một cái đặc thù công việc riêng biệt đối với mỗi bàn uh, worker tại uh, cửa hàng của tụi mình sẽ có những cái trụ công việc khá là khác biệt tại đây tụi mình không quá chú trọng về các kỹ năng pha chế cà phê thay vào đó thì tụi mình uh, đề cao hơn cái khả năng tìm kiếm, chắc lọc và truyền tải thông tin Tại vì đối với tụi mình một ly cà phê ngon nó cần nhiều giá trị và tình nghĩa hơn đối với về các đóng góp đến cho cộng đồng hơn là về vị đắng hay là uh, cái cảm giác tỉnh táo. Đối với bốn ba cà phê, tụi mình mong muốn truyền tải trọn vẹn cái hương vị của cà phê uh, với cái đặc trưng của vùng cầm đến cho khách hàng qua ba phép pha đó là Shot, filter và new bay mỗi nhân sự quốc cơ tại miền ba coffee các bạn đóng ba vai trò chứa Thứ nhất, các bạn là người uh, làm ra sản phẩm, các bạn là người pha ra những hương vị ly cà phê thơm, ngon đến với khách hàng. Uh, thứ hai, các bạn là người truyền tải giá trị sản phẩm đó. Có được một ly cà phê rồi đưa đến cho khách hàng, thì bây giờ mình sẽ là người truyền tải những giá trị của ly cà phê đó. Đó là cái câu chuyện của non hồ, đó là thông tin về loại cà phê. Các bạn thường thấy là tụi mình phục vụ cà phê kèm theo một cái tát rất là nhiều chữ nhìn vào sẽ cảm thấy hơi rối mắt nhưng đó sẽ là những cái thông tin quan trọng nhất về cái hạt cà phê của bạn nào đó để có phần giúp chúng mình hiểu thêm về sản phẩm thứ ba quốc cơ của mình sẽ là người truyền uh, tải được cái định hướng cái sứ mệnh của doanh nghiệp uh, Chắc hẳn thì không uh, không ít bạn đã có lần thắc mắc là à, không biết là bên quận ba Coffee đã làm cà phê như thế nào đang làm cà phê như thế nào thì các bạn rất cơ của mình sẽ giải đáp những uh, cái thắc mắc đó và Ừ. Thật thực ra thì booker đang là cái điểm chạm trực tiếp và trực quan nhất của doanh nghiệp đối với khách hàng vậy thì hỏi là booker có phải là cái điểm chạm hoàn hảo nhất không thì mình trả lời đó là có đó là một điều đúng tại bốn coffee uh, được tất nhiên là nhân sự là một cái bài toán rất là khó nó cần nhiều thời gian để tìm ra lời giải và đôi khi đã cần nhiều thời gian rồi nhưng mà nó vẫn vô nghiệp nhưng mà chắc chắn là tụi mình luôn nỗ lực cố gắng để mà có thể tìm kiếm được những nhân sự phù hợp, mặc dù cũng có nhiều những sự không phù hợp với tụi mình, mặc dù qua rất nhiều thời gian, nhưng mà điều đó thì không từ không làm tụi mình có thể dừng lại, tụi mình phải luôn luôn keep moving cùng phía trước. Cho nên nếu bạn có cảm thấy thú vị về công việc này, thì xin mời ngại uh, apply cho tụi mình vào link mà mình gắn bên dưới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.